Thưa quý vị, ông bà xưa có câu một túp lều tranh hai quả tim vàng để nói về những chuyện tình yêu đẹp như cổ tích, yêu nhau bất chấp những trở ngại về điều kiện, về cuộc sống. Tuy nhiên thì thời đại ngày nay với sự phát triển của xã hội đi cùng với những nhu cầu cuộc sống thì có lẽ là rất hiếm có chuyện tình một túp lều tranh hai quả tim vàng đó mà. Đúng là như vậy, rất hiếm thôi, nhưng mà không phải là không có. Để minh chứng cho điều này thì ngay bây giờ Mai Anh xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến thăm căn phòng trọ nhỏ của đôi vợ chồng anh Tuấn và chị Oanh. Điều đặc biệt là đôi vợ chồng này chính là người vợ lại hơn chồng đến tận 20 tuổi. Và thời gian gần đây thì cả hai vợ chồng còn tập tành làm YouTuber, nhận được rất là nhiều sự ủng hộ trên cộng đồng mạng. Hồi năm 2005, chị Quỳnh Thị Kim Oanh sinh năm 1963 trong một lần đưa người bạn đi trị bệnh đã tình cờ gặp được anh Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1983. Thời điểm đó, anh cũng là một bệnh nhân đang được điều trị với căn bệnh u não di căn và đôi mắt mù lòa. Vẫn không có suy nghĩ là mình sẽ tới người này hết, chỉ là xem như một người em thôi. Mới sinh mẹ đem anh Tuấn về nhà nuôi thì thêm một chén cơm nữa, lúc đó bụng nghỉ thì thêm một chén cơm nữa thì đâu có gì đâu. Anh Tuấn leo lên xe thì ôm eo hết, thì vừa đụng eo mình cái mình nghe nó khác, ước gì mà anh ta đặt tay lên eo lần nữa. Nhưng mà lúc đó mình cũng sĩ diện, mình không có nói điều đó, nhưng mà trong bụng muốn điều đó. Đó. Thì đó là lần đầu tiên mà mình cảm thấy là có cảm xúc với một người thanh niên. Rồi cũng kể từ đó, đôi tình nhân lệch tuổi này bước vào cuộc sống hôn nhân, đến nay đã 13 năm yên bình trôi qua. Anh đã không thấy đường rồi, mà anh còn bệnh, mà mình biết là anh bị u não như vậy, mà bắn tia trước 18 tuổi thì khả năng không sinh con. Gia đình cản ngăn, bạn bè cản ngăn, nhưng mà rồi mình quyết tâm đến, và mình đã đến với anh ta. Người ta mắng mình cũng có, nó to, nó nhỏ, xì xầm trước mặt mình cũng có. Cho nên riết rồi mình tách rời xa xã hội từ lúc nào mình cũng không biết. Hai đứa chỉ biết gói ghém rồi đóng cửa lại. Cho dù vui buồn hay là nó vinh quang hay không, hay là thất bại gì đó cũng là do hai người. Cho nên đâm ra là tôi chỉ nghĩ rằng là thôi thì giờ nếu mà mình thương nhau thì mình tự lập lấy. Sau khi gặp cổ rồi thì cuộc sống nó thay đổi nhiều lắm. Thay vì lúc trước tôi lang thang thì giờ có cổ rồi thì tôi có một chỗ dựa. Khi gặp cổ rồi là cuộc sống tôi có thể nói là vượt lên rất là nhiều. Đó là những cảm xúc mà khó nói bằng lời. Vì sau này khi biết tiếp cận với mạng xã hội, hai vợ chồng mới nảy ra ý tưởng lập một kênh YouTube mang tên Tình Yêu Không Có Tuổi. Ngày thường thì ăn mì gói sống qua ngày để dành tiền cho những hôm nào quay clip YouTube thì mua về những món ngon hơn để thu hút người xem. Không phải mình muốn khoe cái chuyện tình này hoặc là mình muốn phô trương thì không phải. Muốn lập cái kênh này để muốn nói với các bạn rằng là tình cảm, hạnh phúc nó ở ngay kế bên mình. Nếu mình chấp nhận cái hiện tại của mình đừng có phải giới đi đâu xa cao, thì mình sẽ nhìn thấy bữa cơm của mình, bữa cơm gia đình thật là hạnh phúc. Cha mẹ con cái nói chuyện với nhau dùng những từ ngữ nó nhẹ nhàng thôi, đừng nặng nề. Mình chọn con đường đẹp thì mình sẽ có kết quả đẹp. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Xin mời cả nhà đến với góc bếp gia đình của vợ chồng Tuấn Oanh. Hôm nay mời cả nhà đến với một món ăn mới nha cả nhà. Vợ chồng Tuấn Oanh xin chia sẻ chuyện ở trên giờ đuối chết chuối. Thì đuối cũng tại mập thôi. Cái sự gì đó mà nó làm cho mình hết siêu hết. Bây giờ á. Chỉ mong sao là cái kênh này nó phát triển nhiều hơn nữa thôi. Cái kênh Tình Yêu Không Có Tuổi của hai vợ chồng bây giờ nó đang yếu lại, nó đang chậm. Sau một thời gian nó vượt lên thì giờ
hình như có nhiều qua một thời gian giống như là nó bị quên lãng từ từ. Những thước phim quay tự nhiên, ngộ nghĩnh, những mẩu chuyện nhỏ hàng ngày trong cuộc sống đôi vợ chồng Tuấn Oanh và câu chuyện tình một túp lựu chanh, hai quả tim vàng của họ hy vọng sẽ giúp người trẻ có thêm niềm tin vào tình yêu để họ tin rằng tình yêu đẹp từ cổ tích vẫn tồn tại trong cuộc sống dù cho ở thời đại nào đi nữa.